Mới đây, chuỗi thương hiệu mới Hive vừa khai trương khách sạn Hive by Fusion Bình Dương tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship 1 thuộc Thuận An, Bình Dương. Việc đưa vào vận hành khách sạn này là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu chiến lược phát triển tại Đông Nam Á của tập đoàn Fusion. Chính thức mở cửa đón khách từ tháng 8 năm 2023 với phong cách hiện đại và tích hợp tiện ích dành riêng cho giới doanh nhân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Khách sạn Hive by Fusion Bình Dương hứa hẹn sẽ là nơi trải nghiệm lý tưởng dành cho các khách công tác ngắn ngày hay dài hạn. Chúng tôi chọn Bình Dương vì đây là một trong những tỉnh đầu tiên phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Nơi đây rất thuận tiện và gần thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các tỉnh lân cận khác. Tỉnh Bình Dương có nhiều chính sách tốt để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. V-Ship cũng là một trong những đối tác tốt nên chúng tôi quyết định đầu tư ở đây. Sở hữu 11 tầng cùng 172 phòng mang tông màu pastel dưỡng nhẹ. Tại đây, du khách có thể lựa chọn một trong 5 loại phòng khác nhau tùy theo nhu cầu và sở thích bản thân. Với phòng Superior, đây sẽ là nơi phù hợp để du khách nghỉ ngơi và nạp năng lượng trong các chuyến công tác. Trong khi đó, phòng Suite hoặc Premium Suite có khu vực bếp, phòng khách và ban công là sự lựa chọn không thể bỏ qua dành cho khách lưu trú dài hạn. Ngoài ra còn có các phòng với không gian rộng rãi và tiện nghi như phòng Deluxe, phòng Premium Deluxe. Đặc biệt, nhờ khu vực giặt là riêng được đặt tại mỗi tầng, điều này đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của khách sạn cũng như mang lại sự tiện lợi cho du khách. Bên cạnh tiện nghi làm việc, Hive by Fusion Bình Dương còn đem đến những tiện ích giải trí và ẩm thực như các món Âu hoặc Việt ở nhà hàng Jazz. Ngoài ra, tại khu vực quầy bar Yoyo, nơi có TV màn hình lớn, du khách có thể xem các sự kiện thể thao trong nước và quốc tế ngay tại khách sạn. Bên cạnh đó, để giúp khách hàng duy trì lối sống lành mạnh trong chuyến công tác, phòng tập gym và yoga cũng được trang bị với nhiều máy móc, thiết bị hiện đại. Đây là khách sạn Hive đầu tiên của chúng tôi và là khách sạn đại diện tiêu biểu cho thương hiệu Hive. Chúng tôi sắp khai trương một khách sạn mới cũng tên Hive ở khu đô thị mới Bình Dương. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những dự án tiềm năng phát triển ở các khu vực khác, không chỉ ở miền Nam mà còn ở miền Bắc như Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi. Với phương châm phát triển bền vững cùng các giải pháp thân thiện môi trường, những tiêu chuẩn vận hành Hive by Fusion của khách sạn sẽ đảm bảo mục tiêu phát triển lành mạnh và dài hạn tại địa phương. Trong thời gian tới, để mở rộng thương hiệu Hive, dự kiến khách sạn thứ hai tại thành phố mới Bình Dương, Hive by Fusion Bình Dương New City sẽ khai trương vào quý 1 năm 2024.